Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của tất cả quý khách hàng, đây là một bộ sofa Zito mẫu chân tuyền, mẫu gốc RR, được cơ sở bên em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Và cơ sở bên em làm theo đơn đặt hàng của chị Thủy đến từ Hà Đông, Hà Nội. Và bộ sản phẩm của em đã có video phần mộc thô rồi, thì hôm nay cơ sở em đã hoàn thiện xong trước khi xếp lên xe để bàn trao trả cho chị, thì ok ra để quay video để lưu giữ kỷ niệm giữa chị cùng với cơ sở, và đồng thời để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý khách. Thì bộ sản phẩm này cơ sở bên em đang làm bao gồm là có 5 món: một chiếc băng dài với kích thước chiều dài là 2m8, sâu 80 và chiều cao là 75; một chiếc băng ngắn với kích thước là 1m9, sâu 80, chiều cao là 75; kẹp rẽ chiếc băng là một chiếc đôn góc vuông 68. Chính giữa đây đang là một chiếc bàn to 80 x 1m60, và món sản phẩm cuối cùng là đôn ngồi 1m3 x 60. Thì hiện tại bộ sản phẩm này cơ sở bên em đang cắt theo yêu cầu của chị là một bộ đệm da Carora nhập khẩu từ Ý. Thì hiện tại chiếc đôn em chưa để đệm vào để quay cho bác xem nước sơn và khi để trần gỗ bộ sỏm này của em sẽ như thế nào nhá. Hàng đặt làm theo yêu cầu của chị vẫn là khuôn tranh mặt là dày 4 phân, ván mặt là dày 2 phân, hoàn toàn là ván lý tấm, nhưng mà khác biệt với hàng thị trường các bác nhá. Đấy, đầu tiên các bác có thể đi vào các phần ô tác quen kéo này. Đấy, được cơ sở bên em là soi long khung toàn bộ này, soi long khung này. Và khi làm nhẹ gỗ nó sẽ có độ thở, độ co ngót, không bao giờ dẫn đến tình trạng lứt hay là hở nhân các bác nhá. Đấy, nghe làm long khung này nó co ngót thoải mái luôn, không lo vấn đề gì. Tiếp theo đó chính là phần ngăn kéo này. Ngăn kéo thì chị yêu cầu là cơ sở bên em kẻ hình caro. Đấy, kẻ hình caro các bác nhá, rất chi đẹp luôn, tạo điểm nhấn này. Và dây thì là dây gỗ và làm mộng mang cá đầy đủ các bác nhá. Đấy, chứ không phải như hai thị trường là gắn đinh. Đấy, hoặc nếu như các bác nào không thích làm dây gỗ này thì có thể yêu cầu cơ sở bên em làm dây bi cũng được các bác nhá. Nhưng mà em khuyên chân thành các bác là nên sử dụng dây gỗ bởi vì nó bền và sẽ đẹp theo thời gian. Với mẫu chân tuyền này thì nó tiện hơn đùi gà ở chỗ là trong quá trình sử dụng các bác có thể cho chổi vào quét dọn cực kỳ sạch sẽ, tiện lợi và chân chu luôn các bác nhá. Và chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân. Và khi các bác kế thêm đệm ra 12 phân nó sẽ rơi vào 42 phân. Cao lên đỉnh tựa này của em là 75 chứ không như hàng thị trường là 70 các bác nhá. Và tựa lưng này được cơ sở em đóng long khung soi bình cả hai mặt. Đây, khung xương. Khung xương bao quanh toàn bộ là dày 4 phân, dày 4 phân và ván tựa là dày 1 phân rưỡi các bác nhá. Đấy, cực kỳ là khác biệt với hàng thị trường. Đấy. Đây, ngăn kéo các bác xem này. Chân là chân thuyền. Đấy. Dây là dây gỗ này, làm mộng đầy đủ hết các bác nhá. Đấy. Ngăn kéo của văng thì chị yêu cầu kẻ caro, còn riêng chiếc bàn chị đã yêu cầu cơ sở bên em là kẻ chỉ các bác nhá. Cơ sở bên em thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu. Và một điểm tiếp theo đó chính là phần chiều cao của phần tay tựa đây. Các bác có thể tham khảo hàng thị trường ấy, chiều cao phần tay tựa của họ là sẽ gắn hộp và chỉ cao từ 18 đến 20 phân. Riêng cơ sở em này cao là cao 30 để khi các bác ngồi mình để tí tê vào không bao giờ bị lệch tay. Đấy, và khung xương bao quanh này là dày 4 phân và tựa này là dày 1 phân rưỡi các bác nhá. Khác biệt với hàng thị trường luôn. Đấy. Và đây là một chiếc đôn góc này. Đôn góc này sẽ có kính cũng như bàn cũng có kính. Đây. Ván liền tấm dày là 2 phân các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Bàn thì là làm theo mẫu chân thuyền giống ghế. Đấy, ngoài ra các bác nào không thích mẫu bàn này thì có thể yêu cầu cơ sở bên em làm mẫu bàn quay cũng được các bác nhá. Bàn này em đang làm cho chị là hai ngăn kéo một bên. Đây, ngăn kéo này rất là to. Ván là gỗ hương đá hết các bác nhá. Gỗ hương đá hết và được hoàn thiện đầy đủ. Mộng này. Đấy. Và mẫu sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Đấy. Đôn ngồi này hai chiếc văng em sẽ cắt là đệm ra dày 12 phân. Còn riêng chiếc đôn em sẽ cắt đệm dày 18 19 phân để cho cao bằng thành này. Đấy. Để khi mình ngồi, mình còn ngồi đến 2 3 người vô tư. Đây, đôn cũng ngăn kéo này. Đấy, hoàn thiện hết cả trong lòng các bác nhá. Đấy. Hoàn thiện hết cả trong lòng cũng như mộng mạng đầy đủ, soi lòng khung này. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Hàng thì được hoàn thiện là sơn BU bóng mờ các bác nhá, chống nước chống xước. Và bộ sản này cơ sở bên em đang chào bán công khai với mức giá hoàn thiện xong xuôi, đầy đủ kính bàn kính đôn và cả một bộ đệm da Carora nhập khẩu từ Ý làm theo yêu cầu của chị thì đang có mức giá thời điểm hiện tại các bác nhá, thời điểm hiện tại là 54 triệu đồng. 54 triệu đồng. Đấy, nếu mà các bác nào muốn giảm giá thành thì có thể làm là da cờ leo thì chỉ có mức giá là 48 triệu thôi. Còn da Ý này thì là 54 triệu các bác nhá. Và bác nào muốn sở hữu bộ sản phẩm đẹp chất lượng nghe, alo em qua số này 058 474 43 hoặc kết nối Zalo
và địa chỉ xưởng của em tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bác nhé. Nhận làm hàng đặt theo cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho các bác. Và video clip của em đến đây rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.